Sáng nay, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định. Theo đó, trong đợt này, khoảng 26.582 người thuộc các đối tượng công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, người cung cấp dịch vụ thiết yếu như vận tải, bưu chính viễn thông, dược, vật tư, nhân viên môi trường, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca mũi 1. Để công tác tiêm chủng diễn ra an toàn và đảm bảo giãn cách, Sở Y tế bố trí hơn 31 đội tiêm đặt tại 4 địa điểm là Cung thể thao Tiên Sơn, Bệnh viện Ung bướu, Trung tâm Hội chợ triển lãm và khu ký túc xá phía Tây thành phố. Ngoài ra còn tổ chức 2 điểm tiêm trên xe tiêm lưu động phục vụ các đối tượng tại các khu vực phong tỏa. Theo phân bổ vaccine từ Bộ Y tế, Đà Nẵng sẽ tiếp tục có kế hoạch tiêm cụ thể đảm bảo đúng đối tượng và nguồn nhân lực triển khai, hướng đến mục tiêu cuối năm 2021, Đà Nẵng đạt miễn dịch cộng đồng.